Chào các bạn nông dân và những người yêu cây trồng. Chúng ta đều biết côn trùng có hại cho cây trồng như thế nào, phải không? Đừng lo lắng nữa, Silsal Super 3.5 EC sẽ bảo vệ mùa màng của bạn. Sản phẩm mạnh mẽ này sẽ nhắm mục tiêu và loại bỏ những loại côn trùng gây hại như bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu kèn cửa, sâu vẽ bùa và sâu đục quả. Chỉ cần phun lên cây trồng, bạn sẽ thấy kết quả đáng kinh ngạc. Silsal Super 3.5 EC không chỉ bảo vệ cây trồng mà còn giúp cây trồng khỏe mạnh hơn. Với Silsal Super 3.5 EC, bạn sẽ thấy sự suy giảm đáng kể về sâu bệnh và thu hoạch được nhiều hơn. Sản phẩm này dễ sử dụng, hiệu quả cao và an toàn cho cây trồng. Vậy bạn còn chờ gì nữa? Nâng cao năng suất nông nghiệp của bạn với Silsal Super 3.5 EC ngay hôm nay. Truy cập jarplant.vn để biết thêm thông tin. Chúc bạn một vụ mùa bội thu.